Chào các bạn đến với Trung Linh Shop. Hôm nay chúng tôi sẽ mở hộp sản phẩm sữa rửa mặt trị mụn Pope. Đây là sản phẩm trị mụn 24 giờ. Một thùng này bao gồm 12 chai và mỗi chai 150 lít. Đây, bên tay tôi chính là sản phẩm. Đây nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta cùng xem sản phẩm này. Gen sữa rửa mặt trị mụn này, kháng khuẩn 24 giờ này, với ketone này các bạn thấy nhá. Đây được nhãn hiệu bảo vệ này. Rồi, đây là các thành phần này. Đấy, bảo vệ mụn này. Hướng dẫn sử dụng đây, các bạn có thể nhìn thấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rất rõ ràng và chi tiết nhá. Các bạn nhớ sau khi xem video nhớ đăng ký video và chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.